Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana. Hi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Cú Lục Bình. Đây là những cái món đồ mà mình lúc sáng mình đi điện máy xanh, ủa lộn, mình đi gì xanh xanh này quên mất tiêu rồi, đi mua được mới nè các bạn. Đây là những món đồ mình mua được lúc sáng, bao giờ mấy gói mì tôm nè, bột chiên giòn nè, cái này là gì quên mẹ nó, cái này là nấm nè, rồi hột vịt, rồi xúc xích nè, rau nè đó. Hôm nay mình sẽ chế tạo những cái món mà mọi người thường hay thấy trên TikTok á. Đó, mình thấy cái đó cũng khá là thú vị cho nên hôm nay mình thử làm và đem ra chia sẻ với mọi người. Bây giờ mà mọi người cùng theo dõi video của mình nha. Ở đây thì các bạn thấy mọi thứ hơi lộn xộn đúng không? Từ từ mình sắp xếp nó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái món đầu tiên. Cái món này là cái món khó nhất, cái món nào khó thì mình sẽ làm trước các bạn. Đó. Món này là mình tự đặt tên thôi, mình cũng chẳng biết nó là món gì nữa. Mình sẽ làm pizza mì tôm nha. Không sao, tí nữa thì mọi thứ sẽ gọn thôi đó. Ở giờ đây các bạn. Cà rốt chúng ta sẽ sắc mỏng. Sau khi sắc cà rốt xong, chúng ta sẽ băm nhuyễn nó ra các bạn. Ở đây tôi có một bó nấm kim chi nè. Đây là tiếp tục chúng ta sắc ra, sắc nhỏ nhỏ thôi. Xong rồi chúng ta cho vào đây luôn. Bây giờ mình lại tiếp tục mình cho thêm một gói mì vô đây nữa mọi người. Các bạn chú ý bóp gói mì cho nhuyễn ra nha. Mì nào cũng được. Xong rồi chúng ta sẽ cho vào đây một ít bột. Cái này thì tôi cũng làm thử nên không có rành mọi người. Nhắm nhắm thì cứ cho đại như thế này đi. Mọi người xem trứng nó trôi trên bột đó. 2 em 3 em. Xong rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta trộn nó lại. Nó sẽ tạo ra cái hỗn hợp tùm lum tà la tựa lưa trong đây luôn. Tự nhiên trộn lên nó ẩm như thế này luôn à. Cũng lạ. Hôm nay thì chúng ta phải cần dùng tới cái chảo này rồi mọi người. Đó à. Chúng ta sẽ đổ dầu vô mọi người. Xong rồi chúng ta lắc đều. Lửa này cháy quá trời luôn. Cái này thành công hay thất bại là tùy nha mọi người. Tại vì mình cũng không có rành. Này giống như cái kiểu bắt chước rồi đó thôi đó. Đổ vô. Đổ vô đây. Đây nè mọi người, chúng ta đã thành công được 50% rồi các bạn. Tôi đã trở được nó rồi nè mọi người. À. Mình có thể đặt tên cho cái món này là món pizza mì tôm. Đó. Đó giờ thấy pizza nó giống vậy nè mọi người. Nhưng mà đó giờ mình chưa từng ăn các bạn. Nhìn nó giống pizza cho nên là đặt tên cho nó là pizza mì tôm. Cấu tạo của nó bao gồm mì tôm, xúc xích nè, bột chiên giòn nè. Rồi cái gì nó tùm lum la trong đây á. Đây, cái món pizza của chúng ta đã xong rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó ra dĩa thôi. À, ốp cái dĩa vô. Ê. Đây nè mọi người. Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục chế tạo cái món thứ hai các bạn. Những cái món trên đó rất là đơn giản mọi người. Và cái nguyên liệu để chế tạo thì toàn là từ trứng, từ xúc xích này. Nói chung là những cái nguyên liệu đó cũng nói là rất là gần gũi luôn mọi người. Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp. Hôm nay cứ hóng trời mưa hoài mà trời không mưa mọi người. Có hôm qua cái lác đác nghe lõng tỏng cái tự nhiên cái không còn giọt nào hết. Tưởng đâu mưa mừng muốn chết. Ai gì đó không có mưa, nóng bỏ bà luôn. Như mọi người thấy đây là mình có hai cây xúc xích nè. Mình sẽ sắc đuôi nó ra để nó dễ chín các bạn. Giờ thì chúng ta sẽ chiên cho ở chiên nó quéo lại mấy cha. Nó quéo lại nè mọi người. Không. Đây.
Đây là cái món mà các bạn thấy rất là quen thuộc luôn đúng không? Các bạn thấy hoài mà các bạn chưa ăn. Hôm nay mình sẽ làm lại cho các bạn xem nè. Đó. Ê. Cái nhỏ nó trào ra luôn mọi người. Ê, đây nè, đây nè, đây nè. Đó. Giờ là úp nó lại các bạn. Xong rồi bây giờ chúng ta sẽ rưới vào đây một ít hành nè. Xong chúng ta lại tiếp tục cho vào đây một ít tiêu cho nó thơm các bạn. Vừa hành vừa tiêu luôn. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món thứ hai. Đẹp chưa mọi người? Đây đây đây, lấy nét cho coi. Ok chưa? Chúng ta có ở đây là những cái bánh cuốn các bạn, bánh tráng á. Rồi. Cho nó vô luôn. Món này là cái món đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm được. Cỏ trứng bỏ vô. Đó. Đây là cách chiên trứng bá đạo nhất nè. Xong chúng ta sẽ cho xúc xích vào nè. Đó, đó. Cái này là tôi biến tấu nha. Đây là tôi biến tấu á. Đó. Rưới một ít hành lên. Chúng ta sẽ cho tiêu vào đây mọi người. Được chưa? Nhẹ thôi. Xong chúng ta sẽ cuốn nó lại như thế này. Khó cuốn thì cũng phải cuốn. Đó. Cho em này ra dĩa luôn. Đó, bây giờ mọi thứ đã xong xuôi rồi mọi người. Hôm nay thì mọi người thấy mình có trên bàn rất là nhiều món lạ luôn đúng không? Đó thì như mình nói với mọi người, đây là những cái món ăn mà mình xem trên TikTok các bạn. Đây cho mọi người xem lại nè. Đây mình cũng chẳng biết gọi tên nó là cái món gì nữa các bạn. Hôm nay là trứng khỏ xong rồi đổ vào xúc xích. Đó, thấy không? Nó sẽ trông như thế này, xong rồi rải hành rải tiêu lên các bạn. Đây, trông nó đẹp không? Còn đây là mình cũng chẳng biết gọi nó là tên gì nữa. Thì theo cách gọi của mình thì mình gọi đây là pizza mì tôm đó. Ở đây thì các bạn thấy lúc nãy là mình bỏ rất là nhiều nguyên liệu vô đây luôn. Giờ mời mọi người ăn chung với mình nha. Sau khi mà mình cắn vào cái phát đầu tiên các bạn, thì cái vị mà mình cảm nhận đầu tiên là cái mùi ngò rí, nó đặc trưng ở đây. Xong mình nghe được cái mùi của bột chiên giòn á. Đó. Mùi mì hình như là mình không có cảm nhận được mùi mì mọi người. Mùi xúc xích cũng không cảm nhận được. Ở đây mình có bỏ vào đây cà rốt nữa các bạn. Nói chung là vị của nó, cái vị của nó đầm đầm. Dở lên cho mọi người xem cái. giống gì ta, giống cơm cháy các bạn. Cơm chiên giòn á. Đó, chúng ta sẽ xé ra như thế này các bạn. Ơi. Nó dính tương ớt tè le hết trơn đây nè mọi người. Đó, mời mọi người ăn chung với mình tiếp nha. Đó, đây là pizza của Út Lục Bình. À, pizza theo phong cách TikTok. Ăn được á. Ăn ngon. Mình chắc chắn là sẽ có người ném đá mình. Nhưng mà trước khi ném đá tôi thì mấy ông cứ làm thử theo cái cách này đi nha. Mấy ông cứ làm ăn thử rồi hả ném đá tôi để xem ăn có ngon không nha. Tôi bảo lại mấy ông làm xong mà từ đó về sau mấy ông không còn chửi tôi nữa. Tại vì nó ngon. Thậm chí mà khi chúng ta đói á thì ăn nó rất là ngon là khác. Rất là thơm mùi ngò rí. Cái ngò này á, thì một số vùng miền á, người ta sẽ có cách gạo gọi khác nhau. Cho nên là không biết phải gọi cái tên nào cho nó đúng nữa. Nó có dính thành một mảng như thế này mọi người. Ở đây, xúc xích nè bỏ vô đây. Nó bẻ ra ở trong nó sẽ như thế này mọi người. Mời mọi người tiếp tục ăn chung với mình cái món này nha. Cái này thì ăn già nó nghe mùi tiêu đặc trưng.
Đây nè, bây giờ chúng ta sẽ ăn cái món cuối cùng. Đó. Chúng ta sẽ xé cái miếng trứng hoa hồng này ra. Đó. Cũng lại là trứng nữa. Chà xúc xích nữa. Dạ, mời mọi người nha, cái phần sau lưng đó nè các bạn, nó chưa đến nỗi khét mọi người. Nó hơi đen nhẹ thôi. Và mọi người ăn chung với mình đó nha. Cái này thì lúc nãy tôi đã rưới nước chấm lên hết rồi mọi người. Cái này sau khi chúng ta cắn vào, chúng ta cảm nhận được ngay cái phần lòng đỏ có trứng á mọi người. Đó, xong rồi sau đó thì chúng ta nghe được mùi xúc xích các bạn. À, nó hơi bị chá. Nên này để cần gần cho xem nè. Thì những cái món này đó chủ yếu là mình xem trên TikTok và mình đem ra đây mình cover lại. Hy vọng là mọi người sẽ thích video này. Giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Giờ thì bye bye.